Đầy bỉm rồi cho nên là không tung quăng được như hôm trước đâu. Thằng mẹ đâu, ra nhanh mang bỉm cho con dai thay đây. Xối lắm rồi. Đi đến đâu nghịch đến đấy. Trời ơi, nó làm tung tóe hết đồ nhà gì rồi đây này. Lại phải đi theo sắp xếp cho anh ấy. Thôi nha, không đụng vào đây nha, không đụng vào đây nha. Bìm toàn kết rồi đấy chú á. Ôi, bác hết tem của gì rồi, bác hết tem của gì rồi đấy. Trời ơi, trời ơi. Gỡ thì sao, mẹ đền nhá. Bay cái mặt nó lên không nè. Thấy dài đẹp là hiếp à? Đúc 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 đúc. Vẫn tức mày chạy ra đây rồi. Vẫn tức mày chạy ra đây rồi. Thôi ra ngoài đi, đừng cho vào đây, bác hết tem của gì. Đấy, cho cái tem này sao hổ không? Đây, cái gói dở ở đâu ấy nhỉ? Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Thôi chú ghi giá tiền đấy. Tay trái bao nhiêu, tay phải bao nhiêu. Giá cho nó mấy phát à? Chán chân nữa, chán trên mặt nữa. Chán trên mắt mấy phát mặt đây. Ăn làm sao được, trời ơi. Dính nhiều cho nó ngồi nó lột một thể. Từ từ nhá. Cần gì phải cái đấy, ấy đây nè. Bác ra làm gì cho nó. Dính cho nó cố định mà lại. À thế à? Vâng, rồi ạ. Nhưng mà đến lượt tiếp theo thì cũng phải bóc ra chứ. Ừ, sẽ đến lượt tiếp theo đâu. Chưa. Làm trên mặt phát à. Ôi trời ơi. Đây là gấu. Đây là chân gấu. Đây là tay gấu. Thế cho mẹ nó xem. Mỗi cái được định giá bao nhiêu. Cái này 1 tỷ. Cái chân 1 tỷ. Cái má 1 tỷ. Cái chán 1 tỷ. Cho mũi phát nào chú Đình. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đây là gương mặt của bạn gấu. Con nhỏ mồm. Mà. Giấy có nhai ăn thì chả vấn đề gì đâu. Sợ này nó có keo. Ừ. Chào mừng bạn gấu. Đến với thế giới thực. Đây.